Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ tiến hành mở thẻ ham Tokomat của ngày hôm nay Đó là ngày 20 tháng 7 nha các bạn Thì trước khi đến với nội dung mở, mở thẻ Thì mình sẽ cập nhật một chút thông tin về những cái dự án khác nha các bạn Đầu tiên mình sẽ cập nhật thông tin về dự án Satoshi nè à, Hiện tại trên cái app Satoshi á Ngày mai tức là ngày 20 tháng 7 vào lúc 12 giờ giờ UTC nha các bạn Thì các bạn cộng thêm 7 nữa đó là 19 giờ giờ UTC Tức là 7 giờ tối á Là ngày cuối cùng để mà các bạn gửi địa chỉ co lên nha À, bạn nào mà chưa gửi thì các bạn gửi địa chỉ để mà chúng ta nhận nha rồi khi mà các bạn vào cái ứng dụng Satoshi nè các bạn bấm cho mình vào cái ví nè tại cái ví này á, thì các bạn à, tiến hành kìm cái đồng Colin cho mình nha đây cái đồng Colin nè các bạn bấm vào thì tại đây á, các bạn phải liên kết địa chỉ với rút nha bạn nào mà chưa liên kết địa chỉ với á, thì mình khuyên các bạn liên kết càng sớm càng tốt nha còn à, ngày mai nữa là hết nha các bạn đấy cho nên các bạn phải liên kết nha và hiện tại trên ứng dụng của chúng ta đang khai thác cái đồng đó là cái đồng à, à, TCO, cto nè các bạn nè đây à, các bạn nào chưa đăng ký khai thác thì các bạn nên đăng ký khai thác cái đồng này nha các bạn rồi và bây giờ mình sẽ cập nhật thông tin về dự án Charat TX nha Charat thì chúng ta khai thác khá là lâu rồi các bạn Và đây là cái cập nhật quan trọng của nó nè Đó là sau nhiều tháng tăng cường đáng kinh ngạc Charat ít đó, chúng tôi vô cùng biết ơn sự kiên nhẫn không ngừng nè à, Chúng tôi chính thức thông báo rằng giai đoạn tiền à, mùa giải kết thúc vào ngày 20 tháng 7 Tức là ngày mai nha các bạn Điều này có nghĩa là gì? Các thành viên của chúng tôi còn một ngày để mà kiếm cái đồng CXT nè à, Sau đó sẽ không được cấp thêm CXT nữa à, Cùng với việc ra mắt cái app 3.0 nè Trong những ngày tới nha các bạn Các thành viên sẽ có quyền truy cập để tạo thông tin đăng nhập CXT trên chuỗi nè và thông tin xác thực này được uh, coi là bằng chứng để mà tham gia errop nha các bạn thì nói chung là vào ngày mai cái dự án charat từ ít á, nó không cho chúng ta khai thác cái đồng cxt nữa và có thể là trong uh, vài ngày nữa nó có cái bạn cập nhật để mà cho chúng ta gửi sẽ tác nhận errop nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở thẻ của dự án hamter uh, combat nha thì uh, các bạn vào cái ứng dụng các bạn bấm vào cái phần thẻ kết hợp hàng ngày nha các bạn rồi và đây là ba thẻ của ngày hôm nay à, mình đã mở rồi nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn bấm vào cái phòng BI and Team nè, các bạn kéo xuống dưới nha, các bạn mở cái thẻ đó là Coi Telegraph nè. Đây các bạn kéo xuống dưới đây, cái thẻ Coi Telegraph là cái thẻ này nha các bạn. Rồi các bạn tiến hành mở cái thẻ này nha. Rồi cái thẻ thứ hai là cái thẻ Security Audition nè. Thì các bạn cũng ở cái phần BI and Team nè, các bạn kéo xuống dưới nha, kéo hết xuống dưới nằm ở bên dưới nha các bạn. Đây, uh, security audition này, là cái thể này nha. Các bạn mở cái thể này cho mình là hai thể nha các bạn. Rồi còn một cái thể cuối là cái thể Hamter Analytics nè. Các bạn bấm vào cái phần basal nè, nó nằm ở cái mục mà uh, thể mới nha các bạn, cái mục ở thể mới nè. Còn mình đã mở rồi cho nên nó nằm ở cái mục thể của tôi. Còn bạn nào chưa mở thì các bạn bấm vào mục thể mới sẽ thấy nha. Đây, các bạn mở cái thể Hamter Analytics nè. Đây các bạn mở cái thể này là tiến hành mở thành ba thể nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đó là mở 3 thẻ kết hợp ngày hôm nay à, Các bạn có thể xem lại nha Rồi và hiện tại bạn nào chưa đăng ký dự án Hunter Combat Thì mình sẽ để cái đường link cho các bạn đăng ký bên dưới phần ghi bình luận nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau